Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trên kênh Mưa Bóng Đá. Những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính ngày sau đây. AFC tặng quà đặc biệt cho Việt Nam sau SEA Games. Cả Đông Nam Á thèm thuồng, ông Tuchel có thêm ưu thế. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố Việt Nam là một trong 11 nước chủ nhà trong bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á, được bốc thăm chia bảng vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Đội tuyển Việt Nam với thành phần vừa thi đấu tại SEA Games 32 đạt huy chương đồng sẽ được ông Tuchel bổ sung thêm nhân sự, tiếp tục giành quân thi đấu tại Panda Cup ở Trung Quốc vào tháng 6. Đây là giải đấu nằm trong quá trình chuẩn bị hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024 tại Việt Nam. Vòng loại U23 châu Á 2024 là đích ngắm của ông Tuchel cho khả năng tranh một suất vào vòng chung kết thi đấu tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 tới ngày 3 tháng 5 2024. Giải U23 châu Á 2024 với 16 đội góp mặt cũng như là một giải đấu xác định 3 đội giành suất đá chính của AFC tham dự Olympic Paris từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 2024. Đội thứ tư sẽ thi đấu trận playoff với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt. Việc AFC công bố Việt Nam là một trong 11 nước chủ nhà ở bảng đấu sẽ giúp cho Việt Nam có ưu thế lấy vé vào vòng chung kết. Các nước còn lại được chọn làm chủ nhà bao gồm Bahrain, Trung Quốc, Indo, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan và Uzbekistan. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Turkmenistan, Thái Lan và Jordan. Nhóm 2 bao gồm UAE, Iran, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Bahrain, Myanmar, Syria, Campuchia và Ấn Độ. Nhóm hạt giống số 3, số 4 và số 5 bao gồm những nước còn lại có thứ hạng thấp hơn. Lễ bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2024 sẽ được AFC tổ chức vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền chơi vào vòng chung kết U23 châu Á trong 4 kỳ liên tiếp. Kết thúc kỳ SEA Games 32, các học trò của ông Tuchel đồng loạt trở về và tiếp tục tham dự V-League. Với hàng loạt những điều quan ngại trong câu chuyện làm cách nào để nâng tầm bổ sung cho đội tuyển Việt Nam, âu lo là đương nhiên bởi tất cả đều hiểu. Nếu không vì lý do đặc biệt hay khẩn cấp, rất ít trong số 20 cầu thủ vừa trở về từ SEA Games có thể tranh một vị trí thi đấu chính thức. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ rất ít được sử dụng và tất cả đều hiểu. Nếu không vì lý do đặc biệt hay khẩn cấp thì rất ít người trong số 20 cầu thủ trở về có thể tranh được một suất thi đấu. Việc này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải chờ tới đợt hội quân tháng 6 trước khi tham dự Panda Cup 2023 ở Trung Quốc. Sau giải đấu này, lứa cầu thủ được coi là kế tiếp của đội tuyển Việt Nam phải chờ đợi thêm vài tháng trước khi hội quân ở vòng loại U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Nếu giành vé tham dự vòng chung kết, lại tiếp tục chờ, bởi tận đến tháng 1 2024 mới diễn ra. Nhìn vào các giải đấu và số trận diễn ra mà một số người trong nhóm đá chính ở Việt Nam tiếp tục sẽ không nhiều, trong khi câu chuyện để cho các cầu thủ cần thi đấu, hòng tích lũy kinh nghiệm đang là vấn đề lớn. Trước khi SEA Games 32 khởi tranh, ban chấp hành của VFF khóa 9 đã thống nhất của đội tuyển U20 Việt Nam tham dự ASEAN 19 diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Việc đề cử U20 Việt Nam tham dự ASEAN không phải là một ý tưởng tồi, nhưng cũng cần xem xét lại khi năm nay Á vận hội điều chỉnh về đội tuổi tham dự. Không phù hợp cho U20 Việt Nam khi mà phải chơi với những đối thủ tầm châu lục và vượt trội kinh nghiệm. Thông qua tuổi tác, thất bại thì bình thường, nhưng nếu thua quá xa, năng lực, ai dám chắc các cầu thủ trẻ có thể học được gì ở ASEAN? Điều đáng ngạc nhiên, ở thời điểm việc ASEAN là một kế hoạch của ông Tuchel và Việt Nam, nên khi VFF quay xe thì mọi thứ đổ bể làm cho thầy trò thuyền trưởng người Pháp mất đi cơ hội thử lửa. Lẽ ra, VFF nên cử U20 Việt Nam tham dự SEA Games khi gặp các đối thủ không quá vượt trội, hòng giúp cho các học trò tích lũy kinh nghiệm. Nhưng tiếc rằng dù có giấc mơ World Cup, nhưng tính toán có vẻ chưa chuẩn, đáng lo ngại cho ông Tuchel lẫn bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp lý giải, ông muốn thấy những trận thua là bài học, lý do Doha Cup chỉ là trả sao hữu. Sau khi có kết quả bốc thăm SEA Games, ông nói, trong thời gian tới khi đội tuyển tập trung trở lại, tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố thiếu sót tại Doha Cup. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội có những trải nghiệm cọ sát chất lượng với những đối thủ có trình độ cao hơn. Huấn luyện viên Tuchel tin tưởng sẽ vô địch SEA Games, thậm chí là mục tiêu toàn thắng trong mọi trận đấu, dù rơi vào bảng đấu tử thần. Điều đó cũng đã hoàn toàn củng cố niềm tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, Việt Nam đã không thể bảo vệ tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng ông Tuchel tiếp tục có phát biểu đáng chú ý. Tôi biết huy chương đồng chưa xứng đáng với kỳ vọng người hâm mộ, nhưng tôi nghĩ toàn đội đã nỗ lực. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Tôi hướng tới mục tiêu không chỉ Đông Nam Á mà châu Á.
Thua ở giải quốc tế, ông Truce nói đã rút ra được nhiều bài học và bây giờ Việt Nam không có huy chương vàng. Nhà cầm quân người Pháp nói hướng tới mục tiêu không chỉ Đông Nam Á mà là châu Á. Trong lịch sử SEA Games, bóng đá Việt Nam mới một lần giành huy chương đồng, dù có 3 huy chương bạc, 2 huy chương vàng. Việt Nam đã đá 3 trận tranh huy chương đồng nhưng thua 2 thắng 1, trong đó có trận thua Myanmar ở SEA Games 2011. Thất bại trước Myanmar cũng khiến cho vị huấn luyện viên trưởng Dagos bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải. Tuy nhiên, huấn luyện viên Truce đã không đạp lên vết xe đổ của vị huấn luyện viên người Đức. U22 Việt Nam đã nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Bàn thắng sớm giúp Việt Nam có thêm tinh thần và Văn Cường lần thứ 2 tỏa sáng ở bàn thắng phút 34. Cầu thủ xứ Nghệ đã có một cú đúp đầy ý nghĩa và mở ra cơ hội cho Việt Nam. Sau một loạt cơ hội ngon ăn, Văn Khang đã có bàn thứ 3 cho Việt Nam. Trong thế trận an bài, đối thủ đã có bàn thắng danh dự ở phút thứ 88. Đánh bại Myanmar 1-3, Việt Nam giành huy chương đồng môn SEA Games. Đây sẽ là trận thắng có thể giúp cho thầy trò ông Truce thất bại thì đau đớn trước Indo. Dù không thể giành huy chương vàng như tuyên bố ban đầu, nhưng vị huấn luyện viên Truce lần đầu tiên có huy chương đồng tại SEA Games. Nhà cầm quân người Pháp sẽ có thêm thời gian để hướng tới mục tiêu bóng đá Việt Nam tham dự World Cup. Hợp đồng của ông sẽ có thời hạn tới World Cup 2026 và đó là mục tiêu lớn của ông. Để Việt Nam tiến bộ và có thể trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia tương lai, phải chờ thêm vài tài năng và thậm chí là cái duyên của vị huấn luyện viên người Pháp. Nhưng một mình thuyền trưởng người Pháp chắc chắn không thay đổi bộ mặt của U22 Việt Nam, kể cả được tín nhiệm lẫn tạo điều kiện. Ông hay bất kỳ vị huấn luyện viên nào khác không tự mình xoay sở. Với các cầu thủ thiếu đi một môi trường phát triển, thiếu đi những gì đang thấy ở Việt Nam, có thể thấy được cái thiếu nhất của Việt Nam so với các đồng nghiệp cùng tuổi với Thái Lan, Indo, đó chính là kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Do vậy, bóng đá Việt Nam muốn vượt tới đỉnh cao sân chơi World Cup cần phải có sự đồng lòng của tất cả các câu lạc bộ, lò đào tạo. Và muốn nâng tầm Việt Nam, chắc chắn ông Truce không thể đi một mình, mà cần có sự lãnh đạo của các câu lạc bộ cũng như là VFF.